Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của HVS. Vâng, và các bạn hãy nhớ subscribe kênh, đăng ký kênh, like và share các video clip để ủng hộ cho mình nhé, tạo cho mình thêm nhiều động lực để mình có thể ra thêm được nhiều video hấp dẫn hơn nữa để gửi lại tới cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và quay trở lại với chủ đề chính ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với MV của Mira Trần featuring cùng với là Binzy các bạn. MV mang tên là Môi Chạm Môi, một cái MV có cái tên này cũng khá là lôi cuốn rồi nha. Ok, let's get it. 1, 2, 3. Ra trần đây. Ui. Sao ngồi vậy? Diễn viên trông quen quen vậy? Em thích được môi chạm môi. Em thích được ôm mặt tôi. Nhưng em từ chối lời yêu. Đó sẽ là vì không thể khánh thôi. Em thích được môi chạm môi. Em thích được ôm mặt tôi. Nhưng em từ chối lời yêu. Đó sẽ là vì không thể khánh thôi. Nhiều người nói thích em lại không thích yêu nhiều người. Nên thường là lời từ chối. Và nghe sâu những câu ngỏ lời yêu. Cause my papa say. Còn đừng tin bất cứ thằng nào. Hút vô. EDM. Trời ơi, ra trần này khoe vũ đạo đỉnh vậy. Đây, Binzy. Thích trong nhà vào buổi sáng, chiều đi hàng quán ra ngoài lúc nửa đêm. Tình yêu với em là ván bài, sự lực thế nào nữa em vẫn ở cửa trên. Từ cho hết bao lời ngỏ ý nhưng vẫn muốn trái tim tất cả đang ngóng lại của em. Anh luôn là người đi trước, không quen theo ai ở đằng sau. Những mối quan hệ là phức tạp, em chơi đối với họ tất cả ngang bằng nhau. Xích lại gần thêm một chút, để mỗi anh chạm em thật sâu. Em muốn bên anh chỉ vài phút, anh biết em không thích nói chuyện về ngày sau. Em thích được môi chạm môi, em thích được ôm mặt tôi. Nhưng em từ chối lời yêu. Wow. Rất bất ngờ luôn nha. Are you trying now hả? Hay là cái gì? Đó, để mình coi lại cái chữ cuối cùng vậy. Ayu trà nam hả? Hay là cái gì tiện trà? Ayu trà thân trà trà nam hả? Ở đây có trà túi lọc. Wow. Như vậy mình đã vừa mới xem xong Môi Chạm Môi của Mira Trần các bạn. Và thật sự là cái đây là cái MV mà coi như là một cái sự biến hóa coi như là đặc biệt nhất và là bất ngờ nhất từ trước tới giờ mà mình biết về Mira Trần luôn mọi người. Từ sau cái cuộc thi The Mask Singer thì đó, và cái chất nhạc, cái chất nhạc kiểu như là nó hơi hướng Latino, rồi có cả R&B, rồi có cả EDM, và có cả rap, và có cả reggaeton. Ở trong đó một bài nhạc mà nó chất chứa tới mà nó có liên tiếp tới 3-4 cái chất liệu âm nhạc, 3-4 cái giai điệu âm nhạc ở trong đó. Và nó thật sự là một cái sự
kết hợp giữa cái dòng nhạc Latin cùng với sự hiện đại của EDM mọi người. Khi mà có Benji, cái chất rap của Benji ở trong đó, chúng ta đáng chắc được rằng là sẽ có một cái đoạn để cho Benji có thể rap được, và nó sẽ để cái melody của bài hát nó ngày càng nó sexy hơn, ngày càng nó lôi cuốn hơn rất nhiều. Và đây là một bài hát mà nó vừa có cả Latin, vừa có cả R&B, vừa có cả hip hop và EDM nữa. Và đây là một cái sự kết hợp những cái dòng nhạc mà cực kỳ là sôi động với nhau trong môi chạm môi của mọi người. Và điều thứ hai, mình khá là bất ngờ mình khá là thích thú và bất ngờ với cái vũ đạo, với cái sự hóa thân cực kỳ mạnh mẽ, lôi cuốn, rất là xinh đẹp và đầy cá tính của Mira Trần trong MV này luôn các bạn. Cái khi mà trong MV này Mira Trần thể hiện vũ đạo rất là cháy mọi người. Xem lại cái đoạn thể hiện vũ đạo ở trong cái căn phòng mà Mira nhảy cùng với dancer của mình, xem rồi cái đoạn mà đây cái đoạn nhảy trong đây này. Yo, đó video đoạn nè. Binzy vô rap rất mềm mại mọi người. Tình yêu với em là bán bài, dù lật thế nào em vẫn là cửa trơn, ngầu vậy chưa? Từ cho hết bao lần ngỏ ý nhưng vẫn muốn trái tim tất cả đang ngóng là của em. Anh luôn là người đi trước, không quên theo ai ở đằng sau. Những mối quan hệ đã phức tạp, đã chơi đối với họ tất cả ngang bằng nhau. Sức lại gần thêm một chút, đỉnh ghê nhờ. Em thật sâu, em muốn bên anh chỉ vài phút, anh biết em không thích nói chuyện về ngày sau. Rất là sexy và rất là quyến rũ các bạn. Và cái thứ hai mà mình có một cái lyric mình để ở đầu bài, đấy là cái câu mà Casper say hay cái gì đó. Em thích được môi chạm môi, em thích được ôm mặt tôi, nhưng em thử cho lời yêu đó dặn là vì không biết anh thôi. Em thích được môi chạm môi, em thích được ôm mặt tôi, nhưng em thử cho lời yêu đó dặn là vì không biết anh thôi. Nhiều người nói thích em lại không thích yêu nhiều người, nên em thường là lời từ chối và nghe sâu những câu ngỏ lời yêu. Cause my papa say, con đừng tin bất cứ thằng nào. Cause my papa say, con đừng tin bất cứ thằng nào là gì thế nào. Tụi nó bao lời ngọt ngào trên môi, tụi nó nói mấy trăm ngàn lần rồi. Còn lyric viết khá là cháy, rất là thú vị, nghe rất là nghe cực kỳ là thực tế mà rất là trang chứa thấm thía tình cảm luôn mọi người. Mà phải công nhận là Mira Trần thật sự biến hóa, cực kỳ biến hóa, một cái sự phá lột xác, rồi dùng từ lột xác đúng. Ở bà qua một cô gái gọi là chủ quán bar hả, phải không? Đó, chắc là mình đoán là cái hình ảnh nhân vật này là Mira và qua một cô gái chủ quán bar mà sẽ đi hút những người đàn ông đẹp trai vào trong một cái có nghĩa là chủ quán bar, nhưng mà đằng sau là làm cái mang cho mình một cái dòng máu của giống như là phù thủy là như thế nào, sẽ hút những người con trai kiểu như là đào hoa này nọ cái các bạn đã. Đó có cảnh Mira cầm cái bình á, hút vào á, hút mọi người vô cái bình đó. Đó cái bình này nè, đó hút hết tất cả đàn ông trong cái bình đó. Chất giọng của Mira Trần lên tông chỗ này là nghe nói dài gà. Nghe cháy ghê chưa mọi người. Đây là một cái MV có concept quay nội dung rất là thú vị,
đối với mình là như vậy, rất là lạ luôn á. Và đặc biệt là Mira Trần thể hiện cái vũ đạo cực kỳ là mạnh mẽ, đầy cá tính trong MV Mo Chạy Mo luôn các bạn. Nên chắc chắn sẽ là một cái MV mà tạo được cái sự bất ngờ đến cho fan hâm mộ của Mira luôn mọi người. Những cái hình ảnh chung rất là Mira rất là xinh đẹp ha. Đó. Ok, và có một người đã xem video clip reaction của mình mà thấy vui, thấy hay thì một like, share, một comment nhé. Đừng quên hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình bằng nút subscribe kênh cho mình nhé. Xin chào.